Lần đầu tiên cho em xin được gửi chào đến các thầy, anh chị và các bạn thân mến. Thì mình xin tự giới thiệu, mình tên là Lê Hoàng Đại Khoa, sinh viên khóa 3 của trường Đại học EdX. Mắt số sinh viên của mình là COB con AB 003. Và ngày hôm nay trong bộ môn quyền năng tư tưởng mình, thì đây vẫn là bài tập buổi 2 thôi. Thì mình vẫn muốn chia sẻ cho mọi người về cái nội dung của cái quyền năng tư tưởng này. Và ngày hôm nay là mình gọi là sẽ chia sẻ cho mọi người cái cảm xúc khi mà mình trải nghiệm được cái bộ môn này thôi. Thì qua cái buổi học thứ hai thì mình có về nhà cũng như là trước tiên là mình cũng gọi là xem xét lại về cái sự nhất tâm. Thì mình thấy được là khi mình gọi là tìm hiểu trên mạng, mình đọc ở trên mạng ấy, thì và cũng như là mình so sánh và mình cảm thấy được là cái kiến thức trên mạng nó không đúng lắm. Tại vì nhất tâm là cái việc mà chúng ta phải gọi là không phải là cái tập trung nữa, mà là cái nhất tâm là chúng ta phải gọi là trong đầu chúng ta chỉ có suy nghĩ về một cái vật thôi. Và khi chúng ta nhất tâm thì mình cảm thấy được là chúng ta trở nên rõ ràng rất là nhiều, cũng như là chúng ta tập trung, và không phải tập trung cũng như là chúng ta có thể loại bỏ những cái suy nghĩ không cần thiết ấy. Thì mình có thể nói cho mọi người về cái cảm xúc thực tế khi mình tự trải nghiệm. Thì ở nhà thì mình thường đi ngủ thì mình gọi là mình hay nghe nhạc. Thì mình có một hôm là mình gọi là bật nhạc lên nghe và mình để ở bên cạnh mình và mình bắt đầu mình ngủ. Đấy, thì bắt đầu mình cũng gọi là mình cũng làm theo những cái động tác mà thầy đã chia sẻ. Thì rõ ràng là mình vẫn cảm nhận được là mọi thứ xung quanh ấy, nhưng mình lại không nghe thấy tiếng nhạc đâu. Thế mình mới cảm thấy lạ. Thế lúc mình mở mắt ra thì mình thấy nhạc vẫn còn đang chạy, mà mình gọi là mình rõ ràng mình vẫn biết mọi thứ mà sao cái nhạc mình không nghe thấy gì. Đấy là một cái điều mà mình cảm thấy rất là đặc biệt ở trong cái bộ môn quyền năng tư tưởng này, mà mình gọi là mình mới chỉ buổi thứ hai thôi, mình cũng làm theo những cái thầy nói thôi. Mình cảm thấy nó rất là dễ chịu, mà cũng như mình cảm thấy nó rất là vi diệu. Tại vì là tại sao mà mình vẫn cảm nhận được xung quanh, vẫn gọi là mình vẫn cảm biết được là mình vẫn chưa ngủ ấy. Mà rõ ràng mình chưa ngủ mà mình không nghe tiếng nhạc đâu. Nếu mình quay ra là mình xem là hay là nhạc tự tắt rồi thì nhạc vẫn đang bật. Đến lúc đấy mà mình quay ra, mình dần mình quay ra thì mình lại nghe tiếng nhạc. Mình thấy được là cái bộ môn quyền năng tư tưởng này khá là gọi là làm cho mình cảm thấy thật sự rất bất ngờ. Mình cũng có thể tìm hiểu hơn là cái việc mà mình bị như vậy ấy, mình cảm thấy là thì cũng có gọi là có một cái tiến triển đấy. Tại vì là thầy nói rồi là chúng ta đầu tiên muốn học tốt cái bộ môn quyền năng tư tưởng này thì chúng ta phải tin vào là nó gọi là cái quyền năng tư tưởng này nó có một cái sức mạnh thật đấy. Và mình cũng gọi là sau khi mình gọi là làm như vậy thì mình cũng thật sự là mình tin là quyền năng tư tưởng có thể là làm được những cái điều mà mình muốn ấy. Thì mình cảm thấy rằng là cái bộ môn này ấy, thì khi mình đi ngủ chẳng hạn đi, là mình bây giờ mình ngủ rất là ngon. Thật sự là rất là ngon, ngủ rất là sâu luôn. Và khi mình dậy mình cảm thấy rất là khỏe khoắn. Và mình cũng có thể tìm hiểu, và mình cũng đã tìm hiểu được là cái việc mà chúng ta sử dụng quyền năng tư tưởng một cách gọi là mạnh mẽ nhất thì chúng ta phải nhất tâm mình. Thì mình cũng tìm hiểu một số cái phương pháp, những cái kỹ thuật mà mình có thể áp dụng, cũng như là mình tin chắc rằng là mọi người cũng có thể áp dụng thôi. Thì mình có thể tìm hiểu, mình đã tìm hiểu là một cái cách của chính là thiền định. Thì thiền định là một cái phương pháp gọi là rèn luyện thật sự chúng ta rèn luyện cái nhất tâm của chúng ta ấy. Thì chúng ta chỉ nghĩ về một cái việc mà chúng ta muốn nghĩ thôi, cũng như là chúng ta tập gọi là chúng ta focus được vào cái thứ mà mình muốn ấy. Đấy. Thì khi mà mình cảm thấy được là khi mà chúng ta nhất tâm được thì chúng ta sẽ loại bỏ được những cái yếu tố mà làm cho chúng ta bị phân tán. Mình có thể là ví dụ như là mình đi ngủ thì mình mới cần nhạc để mình gọi là mình nghe nhạc mình mới ngủ được. Nhưng mà bây giờ vậy mình gọi là mình bật nhạc như vậy thôi, mình làm, mình đi ngủ và mình gọi là mình để cho trạng thái cơ thể của mình thoải mái nhất, và cũng như mình chỉ nghĩ đến việc của mình đi ngủ, mà mình đã gọi là chỉ vài phút sau mình không nghe được tiếng nhạc nữa rồi. Và mình gọi là lại quay ra mình nhìn là nhạc vẫn chạy, và mình gọi là rõ ràng mình tỉnh, gọi là mình cũng cảm thấy rất là buồn cười, là tại vì là rõ ràng là mình chưa ngủ, tại sao mình không nghe tiếng nhạc, nhạc đang bật. Thế thì mình gọi là mình không để ý nữa, mình lại gọi là
cho cơ thể mình tiến đến cái trạng thái tiếp theo, là mình hãy nằm nhắm mắt, mình thả lỏng chân tay, mình gọi là cho trạng thái thoải mái nhất, mình đi ngủ, thế mình gọi là nhắm mắt một lúc thôi, mở mắt ra ở đấy sáng và mình cảm thấy rất là khỏe, đấy, rất là khỏe mạnh, khỏe khoắn và tỉnh táo luôn. Vậy là mình có thể rút ra được là cái sự nhất tâm này mà mình có thể gọi là nghe thật sự là nếu mà các bạn mà chưa được chưa học ấy thì mình sẽ cảm thấy là rất là bị ảo tưởng đi. Nhưng mình khi mình trải nghiệm được 2 buổi rồi, cả trên lớp lẫn là buổi về nhà mình tự làm ấy, thì mình cảm thấy rằng là thật sự là mình muốn được những cái điều đơn giản nhất ở bên trong mình đi. Ví dụ như là mình muốn gọi là ngủ sớm này, mình muốn gọi là ngủ một giấc ngủ thật là sâu này, một giấc ngủ thật là ngon này, để mình có thể là thoải mái. Mà mình khi mình muốn đi ngủ nhá, trước tiên là mình đặt cho mình là mình muốn được là mình phải dậy lúc 6 giờ sáng, và ngày hôm sau chắc chắn là tầm lúc 5 giờ 59 hoặc 5 giờ 55 mình tự dậy luôn rồi. Hoặc là có những cái hôm mà mình gọi là đúng 6 giờ 00 là mình dậy, mình cảm thấy tràn đầy năng lượng và mình cũng cảm thấy được là cái sức mạnh của cái quyền năng tư tưởng. Và cũng như là cái việc hồi trước mà mình chưa được học đâu, chưa được học cái môn này thì mình cũng không biết được, là mình cũng có vài lần là mình gọi là muốn 6 giờ dậy để mình đi học, mình đi thi, đúng chính xác 6 giờ mình dậy. Và giờ đến cái học bộ môn tư tưởng quyền năng tư tưởng này thì mình lại cảm thấy được là thì ra là mình đã gọi là bắt cái gọi là cái tư tưởng, cái sự gọi là cái đầu của mình là phải như thế này, phải như thế kia, phải cho mình đạt được như thế này, phải cho mình đạt được như thế kia. Đấy thì mình cảm thấy thật sự là cái bộ môn này học rất là thú vị. Và mình nghĩ là khi mà cái sự nhất tâm ở trong cái quyền năng tư tưởng này thì cũng gọi là chúng ta muốn đạt được cái cảnh giới nhất tâm thì chúng ta cũng không phải là khó, nhưng mà cũng không phải là chúng ta có thể dễ dàng đạt được, và quan trọng nhất là chúng ta phải thực hành một cách đều đặn, và cũng như là chúng ta phải luyện tập nữa. Đấy thì chúng ta có thể bằng cách sử dụng những cái phương pháp như là thiền định này, chúng ta phải gọi là giống như hay là phương pháp nhất tâm này, chúng ta loại bỏ những cái tiếng ồn, cũng như là chúng ta làm cho cơ thể chúng ta thoải mái nhất. Thì mình nghĩ rằng là chúng ta, và cũng như là chúng ta hãy vào một cái môi trường xung quanh nó thật sự gọi là im lặng nhất, để cho cơ thể chúng ta có thể là tiến đến cái trạng thái dễ chịu nhất. Đấy thì mình cũng gọi là sau khi thầy nói mình cũng đã hiểu được tại vì sao mà mình hồi trước mình bị khó ngủ, tại vì trên Hà Nội này kể cả về đêm đường gọi là cũng rất là gọi là nhiều tiếng ồn đi, cả về ô tô lẫn là xe máy chẳng hạn. Đấy thì việc mà mình bị rối loạn cái âm thanh nó cũng sẽ ảnh hưởng cho mình cái giấc ngủ rất là lớn. Thì qua 2 cái buổi học về bộ môn quyền năng tư tưởng thôi mà mình gọi là đấy, mình đã muốn là mình ngủ ngon rồi, mình muốn ngủ sâu, và cũng như là mình muốn là phải dậy lúc 6 giờ sáng đấy, 7 giờ sáng là mình có thể tập thể dục, và mình cũng như mình uống mật ong chẳng hạn. Đấy là mình tự tự mình thôi, là đến tầm giờ mà mình muốn là mình sẽ tự dậy. Và qua những cái trải nghiệm đấy thì mình thật sự là mình đã tin tưởng về cái bộ môn quyền năng tư tưởng này, và mình cảm thấy bộ môn này rất là hứng thú để mình học. Thì cái mục tiêu thì mình cũng đã nói về cái video lần trước là mình muốn qua cái bộ môn quyền năng tư tưởng này, mình muốn là cái tư tưởng của mình muốn mình béo lên, có nghĩa là khỏi được cái bệnh đường ruột đi. Đấy thì đó chính là cái những cái chia sẻ cảm xúc của mình thôi. Thì mình sẽ kết thúc video ở đây, thì hẹn gặp mọi người trong những cái video tiếp theo của bộ môn quyền năng tư tưởng.